Chạy dù hồ tướng, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lành đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thứ lành thay, giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Thưa, con kính đảnh lễ ngài, con chưa thấy thầy vào trong lớp này, con kính dâng mic lại đến ngài ạ. Alo, 123, 123. Kính lễ Đại Đức Phước Sang, Đại Đức Punya Xuất Thí Phước Tịnh. Kính chào cô tu nữ Như Pháp. Xin chào Sitina, Thi Quyên Mộng, Đạo hữu Tâm Mỹ, Sít Mê Ta, Đạo hữu Tàm Quý, Sít Thanh Kiếm, Sít Pháp Nguồn, Lào Cai, Sít Thiên Lạc, Sít Châu Nguyễn. Alo, quý vị nghe rõ? Sà thủ. Lúc 3:30 ha. 3:30 thì thầy Kinh có đến với đạo tràng. Và bây giờ thì cũng không thấy online, không biết đến đạo tràng có chuyện gì, và tôi cũng không có nhắn gửi gì hết, và bây giờ thì cũng không thấy online, thì quý vị cũng quan hệ chờ thôi. Hôm nay giờ chúng ta học ví dụ pháp, thì bây giờ chúng ta phải chờ thôi chứ sao giờ. Quý vị có ý kiến gì? Thì bây giờ quý vị có thể đưa bàn tay lên, rồi chúng ta sinh hoạt trong khi chờ đợi ha. Quý vị nghĩ sao? Alo, bây giờ hỏi ý kiến Sức Mê Ta này. Sức Mê Ta là coi như rất là quan trọng trong cái room của chúng ta, bởi vì Sika với ta dù sao cũng lớn tuổi ha, rồi kinh nghiệm trong cuộc sống nhiều. Rồi bây giờ xin với ta có ý kiến đi, chờ là một chuyện, còn bây giờ trong thời gian trống vắng này thì phải thế nào đây? Hãy xin với ta nè, rồi xin Châu Nguyễn nè ha, xin Tina. Alo, ý kiến quý vị nghĩ sao? Chờ chắc chắn phải chờ rồi. Rồi, mời Sít Mê Ta Dạ, Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Thầm Mà gia, Nam mô Sằng Khà gia. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cảm ơn Tina. Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phước Sang, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, bây giờ chờ thì con nghĩ có Châu Nguyễn vô rồi, có Châu Nguyễn có thể bốt bài Bali để chúng con đọc, chứ giờ đâu có biết làm gì hơn. Nếu Châu Nguyễn bốt lên thì con xin đọc ạ. Dạ, Châu Nguyễn nói là thấy thầy rồi, vậy thôi con xin trả mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Thầm Mà giá, Nam mô Sằng Khai giá. Dạ, giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp với thầy Kinh. Con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tha Sa Phaga Watu Arahatu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa
Sambuddhassa. Brahma jaloka tibati sambati katan jalyan tiwaram ayajata santi tasantam parajang kajatika. Desa tu tamang anukam pimang bajang santam maperin winayang jakayang suntam jabantam abitam majamang Ako tayanto jatu san jadandang pampo taneye parisaya manche. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dí hơi, nguyện lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ phạm từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cầm, đám mưa lành lưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đường trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Đà Giá. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tam Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. À, kính lễ chư Tôn Đức Tăng Trung Râm, kính chào tất cả quý vị. Dạ, rồi, ok. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục buổi học. Vị trí học ở đâu quên mất tiêu. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavaṃ Taṃ Abhivādayami Svakkhato Bhagavata Sammo Sammang Namassami Sabbadibbano Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhammatulaṃ Sasattham Bhagavatamaṃ Abhivādayapāpissaṃ Sambuddhammatassaṃ Kahaṃ. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa đựng trong vì diệu pháp. Nam mô Tha nhá, Nam mô Tam Ma dạ, Nam mô Sa dạ. Rồi, các vị. Chương trình hôm nay sẽ cho một số câu hỏi nó vui để ôn bài trước ha. Nếu mà kịp còn giờ thì học tiếp, còn không thì thôi. Cho đọc Bali trước ha. Cho Nguyễn cho đọc Bali trước nha. Rồi, xin mời tất cả các vị. Dạ, Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Dạ, con kính lễ ba ngôi tam bảo, con kính lễ ngài Trí Đức cùng quý chư Tôn Đức, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng, con kính chào thầy. Dạ, con cũng xin đọc phần Bali. Samuchaya sangha vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Dua satati vitha uttavat
thu tâm ma sa lạc kha na tê sang đa ni ya tha yô găng ba vạch kha mi sa mút cha giang 72 pháp 1 tâm cộng 52 tâm sở cộng 18 sắc thực tính cộng 1 niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của các pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala sangaho mitsaka sangaho bodhi bhakkhiya sangaho sabba sangaho jati samuccaya sangaho chattabbitho vedittabbo. Toát yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Toát yếu những loại bất thiện pháp, toát yếu những pháp hỗn hợp, toát yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, toát yếu những pháp linh tinh. Ca thằng akusala sangha he ta wa chata ro asawa ca ma sa wo pha wa sa wo đít tha sa wo á quýt cha sa wo. Như thế nào để khởi đầu trong toát yếu những loại pháp bất thiện có bốn hoặc lậu? Một, tham dục, dục lậu. Hai, luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. Ba, tà kiến, kiến lậu. Và bốn, vô minh, vô minh lậu. Con đã đọc xong đoạn 1. Dạ, cảm ơn cô Châu Nguyễn đã bút bài. Dạ, con kính cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Con xin trả mít cho, kính mời người kế tiếp. Dạ, mô Bụt Đạt Ma, thầy chị Bức Săn. Kênh lễ cô tu nữ như pháp, con kính chào thầy kênh ạ, cho con xin được đọc tiếp. Cảm ơn cô Metta. Con xin đọc tiếp từ câu số 1 nào. Tham dục, dục lậu. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu. 3. Tà kiến, kiến lậu. 4. Vô minh, vô minh lậu. 2. Chattaro okha kamoho favoho dittoho avichoho. Có 4 bộc lưu: 1. Dục bộc. 2. Hữu bộc. 3. Kiến bộc. 4. Vô minh bộc. Chattaro yoga kama yogo pha qua yoga, đít thi yoga, avicca yoga. Có 4 chói buộc: tứ kết, dục kết, hữu kết, tà kiến kết, vô minh kết. Chattaro gantha api apiccha kaya gantho ya ya pa do kaya gantho silapata paramaso kaya gantho idang saccha pini weso kaya gantho. Có 4 thắt chặt tứ phược, thắt chặt vào tham dục, tham ái, thân phược. 2. Thắt chặt vào oán ghét, sân độc, thân phược. 3. Thân phược. 3. Thắt chặt vào lễ nghi và nghi thức sai lầm, giới thủ, thân phược. 4. Thắt chặt vào quan kiến độc đoán, tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý, ngã kiến, thân phược. Ch
Chattaro upadana kanu padana niti pada sila patu padang aduk nang thu hai cấm thủ chan ni qua ra na ni ca mắt chan đa quỳ na ra năng ya đa đa quỳ na ra năng thì na mít thần thì đa thì na mít tha ni qua ra năng út tha chắc cô cũng chan ni qua ra năng quy chi kích cha ni qua ra năng a quy cha ni qua ra năng có sáu triền cái chướng ngại: một tham dục cái, hai sân độc cái, ba hôn thị cái, bốn trạo hối cái, năm hoài nghi cái và sáu vô minh cái. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý bà quý cô tư nữ, quý sư, con kính chào thầy, con xin và chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài tiếp. Đoạn số 3. Satta nusaya kamaraga nusayo phawaraga nusayo patika nusayo mana nusayo ditta nusayo wi cha nu sa yo a vi cha nu sa yo có bảy tìm miên tâm tánh ngủ ngầm ái dục tùy miên ái số 2 ái hữu tùy miên số 3 phận út tùy miên số 4 ngã mạn tùy miên số 5 tà kiến tùy miên số 6 hoài nghi tùy miên và số 7 vô minh tùy miên tassa sanyojana nikama raga sanyojana rupa raga sanyojana arupa raga sanyojana patika sanyojana mana sanyojana ditthi sanyojana silappata parama sayang sanyojana vichikkhi cha sang yu cha nang buddha cha sang yu cha nang avicca sang yu cha nang sutante. Theo kinh tạng có 10 thần thúc tiền dây trội buộc: 1 ái dục tiền, 2 ái sắc tiền, 3 ái vô sắc tiền, 4 phận út tiền, 5 ngã mạn tiền, 6 tà kiến tiền, 7 giới cấm thủ tiền, 8 hoài nghi triền, 9 phỏng vật triền và 10 vô minh triền. Dạ con đã đọc xong đoạn 3. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Và con kính mời vị kế tiếp.
mô Bụt Tha Giá, Nam mô Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cho người xin cái sự trí đức và dạ, thương không nghe dạ, cho người trí đạt được phàm trần bị tập và dạ, cho con làm được và dạ, con xin phép được đọc bài và dạ, cảm ơn xin pháp nguồn Lào Cai ạ. Đoạn 4. Aparani dasa sangyo janani kamara gasangyo janan Pawara gasang yo chanan, patiha sang yo chanan, mana sang yo chanan, ditthi sang yo chanan, sila patapara, masa sang yo chanan, vichikicha sang yo chanan, isa sang yo chanan, macchariya sang yo chanan, avicca sang yo chanan, avithamme. Theo vi diệu pháp, ở phía thầm mã có 10 đằng thúc, dây trói buộc khác. 1. Luyến ái duyên theo dục lạc. 2. Luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn. 3. Sân hận. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm. 7. Hoài nghi. 8. Ganh tị. 9. Sàn tham. Và 10. Vô minh. Dasakilesa lofo doso moho mano dithi vichikicca thị năng uthakchan ahirikan anottapan. Có 10 ô nhiễm phiền não. 1. Tham ái. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Ngã mạn. 5. Tà kiến. 6. Hoài nghi. 7. Hôn trầm. 8. Phóng dật. 9. Không hổ thẹn tội lỗi. Và 10. Không sợ hậu quả của tội lỗi. Asadi Sopanet ca ma pha wa na me ba tu an ha pe ara cha an đi. Nơi đây, trong sự phân loại các ô nhiễm vân vân, cầu luyến ái duyên theo dục lạc và luyến ái duyên theo kiếp sinh tồn, hàm xúc lòng tham ái dựa trên đó, cũng thế ấy chấp thủ những lễ nghi và nghi thức sai lầm, quan kiến độc đoán tin chắc rằng chỉ có đây là chân lý và chấp thủ thuyết linh hồn trường cửu chỉ hàm ý là những tà kiến liên hệ. Dạ thưa con đã đọc xong mà. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại do đạo tràng. Con kính mời đạo tràng ạ. Dạ, hello, con xin kính đánh lễ ba ngôi tam bảo, con xin kính đánh lễ các quý sư, con xin kính chào thầy kinh và con xin kính chào đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc bài. Samuchaya Sangaha Vipago, những phân loại theo Abhidhamma. Dosat Do satta di vita butta vatu dhamma
Savakana te sam dani yate yogam bava kami samuchayam. 72 pháp, một tâm, cộng 52 tâm sở, cộng 18 sắc thực tính, cộng một niết bàn đã được trình bày với những đặc tính của nó. Giờ đây tôi sẽ nói về những phân loại của pháp ấy theo tương quan của chúng. Akusala Sangaho, Misaka Sangaho, Bodhipakkhiya Sangaho, Sappa Sangaho, Jati Sammuccaya Sangaho, Chaturvidho Veditthapo. Tóm yếu các phân loại phải được hiểu là có bốn. Tóm yếu những loại bất thiện pháp, tốt yếu những loại pháp hỗn hợp, tốt yếu những loại pháp liên hệ đến sự giác ngộ, tốt yếu những pháp linh tinh. Katham akusala sangahe tava chataro asava kama sabo bava sabo ditta sabo avijja sabo. Như thế nào để khởi đầu trong tốt yếu những loại pháp bất thiện có bốn quật lậu? Tham dục, một, tham dục dục lậu, hai, liếng ái duyên theo kiếp sinh tồn, hữu lậu, ba, tà kiến, kiến lậu, và bốn, vô minh, vô minh lậu. Dạ, con kính cảm ơn Châu Nguyễn bốc bài, và con xin nhường mic cho những người kế tiếp đọc bài. Con kính cảm ơn. Rồi, sao hớp, sao hớp. Chắc khách ai đọc rồi không? Hello, 1, 2, 3. Chị có nghe không? Ok. Rồi, giờ mình vô tới đố vui có thưởng nha. Dạ, con đố vui cho ôn bài luôn ha. Câu số 1. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị xong chưa? Câu số 1. Tâm vô nhân là tâm. Tâm vô nhân là tâm mà nó không cho kết quả hệ lụy, mà nó không cho kết quả hệ lụy đau khổ hay vui sướng về sau, phải chăng? Tâm vô nhân là tâm mà nó không cho kết quả hệ lụy đau khổ và hay vui sướng về sau, phải chăng? Số 1 ha. Câu vậy ác ha, vậy nhanh tay tranh thủ giờ lên kiếm 10 điểm gì ha. 10 điểm phá bảo là quý lắm nha quý vị. Rồi xin mời quý vị MC làm việc nha.
sao em ru trơn mới câu câu số một thì em ru trơn rồi. À, mời cô Beta coi, cô Beta lên lên mở màn cái lấy 10 điểm cô Beta. Sao dễ quá. Beta rồi rồi. Rồi mời cô. Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Kha Gia. Dạ, cảm ơn Chu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, con kính lãnh lễ quý bà của cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, con kính chào Thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, nãy giờ con chưa có nghe, con mới chạy ra ngoài chút vô và con thấy được câu hỏi số 1. Tâm vô nhân là tâm mà nó không cho kết quả hệ lụy đau khổ hay vui sướng về sau phải chăng? Dạ, con thấy tâm vô nhân thì gồm có tâm quả duy tác. Mà hỏi là không cho kết quả hệ lụy đau khổ hay vui sướng về sao phải chăng? Theo con thì con trả lời là có chứ không thể nào mà không cho. Chỉ có tâm quả. Để con suy nghĩ thầy. Dạ. Dạ. Tâm duy tác thì là không có hệ lụy gì về đau khổ hay vui sướng gì hết. Dạ, đó là tâm duy tác là trong cái phần tâm vô nhân. Còn về các tâm quả như là tâm quả bất thiện hay là tâm quả thiện trong 15 cái tâm vô nhân thì con thấy là nói là tâm quả thì phải có cho hệ lụy đau khổ, là đó là những cái tâm bất thiện, 7 tâm bất thiện, còn 8 tâm quả thiện thì có mặc dầu đây là kết quả của nhiều đời nhiều kiếp trước, nhưng mà con nghĩ là có cho hệ lụy đau khổ hoặc là vui sướng đối với những cái tâm bất thiện, tâm quả bất thiện và tâm quả thiện. Theo con thì như vậy, không biết đúng hay không mà con thôi con chịu học dịch trước đi thầy. Dạ. Dạ, con xin trả hết cho thầy. chưa cho tôi chịu lãnh được dịch về tao cho lãnh trước dịch cầm về trời trời chơi luôn. Rồi đâu mời chân tâm nghe, chân tâm lên lấy 10 điểm nghe. Chân tâm rồi. Rồi, mời chân tâm nói giải thích sao cho nó hay thôi. Dạ, con kính chào thầy Kinh, con xin phép trả lời câu hỏi này. Tâm vô nhân là tâm nó không cho kết quả hay lý đau khổ hay vui sướng về sau phải chăng? Thì tâm vô nhân á, thì nó có hai vế, là một cái tâm vô nhân quả bất thiện và quả thiện, và một cái là cái tâm vô nhân, nhưng mà cái tâm di tác cũng là vô nhân. Nhưng mà tâm di tác á, thì nó sẽ không có cho quả hay lý đau khổ hay vui sướng vì sao, vì nó chỉ là một cái tâm di tác thôi, nó không có, nó chỉ làm việc như là một cái máy móc thôi, nó không có cho
cái quả hay gì. Còn về cái tâm mà quả bất thiện hay tâm quả thiện á, thì nếu mà nói á, thì cái này á, nó là tâm của cái quả rồi, nó là cái nhân của đời, cái nhân của mà mình tạo những cái trước rồi. Thì những cái quả bất thiện hay quả thiện thì nó là cái quả rồi, nó không thể nào mà cho cái sự đau khổ hay vui sướng gì sau nữa. Tại vì cái này nó đã là một cái quả rồi. Thì những gì mình gặp khổ hay là vui là những cái nhân đời trước mình làm. Thì cái đó thì mình phải chấp nhận thôi. Thì nó là cái quả, nó sẽ không có cho khổ hay vui sướng gì sau. Nhưng nó có một cái này. Nếu mà mình hiểu biết nó là như vậy thì mình chấp nhận, thì mình không có phản ứng hay là mình không có những cái quả mình thì mình chịu, thì nó không có tạo ra là cái hay vui sướng, nó không có khổ hay vui sướng gì sao nữa, tại vì nó đã là cái quả rồi. Nhưng nếu mà mình không có chánh niệm á, mình phản ứng mình khi mà mình cái khổ hay là cái vui mà mình không chánh niệm, mà mình phản ứng trong cái dòng động của nó đó, thì nếu mà về cái khổ thì mình phản ứng cái tâm sân, còn mà vui á, mình khổ ứng cái tâm tham á, trong cái động lực đó thì là mình tạo cái nhân mới là một là bất thiện hay là cái tâm sân hay là cái tâm tham, đó là mình tạo thêm cái quả đó, mình tạo cho cái nhân mới là cái khổ hay vui là trong cái sự phản ứng của mình, thì đó là mình sẽ chịu cái hậu quả về sau. Dạ con xin giải thích như vậy, không biết có đúng không, xin thầy lên. Dạ con xin xuống bức thầy, con cảm ơn thầy. Đây, xa thứ xa thứ ha, cái này đúng rồi, hơi dài dòng chứ ha, cũng để vậy là tính tâm được 10 điểm. Rồi như vậy câu trả lời cho thấy là tâm vô nhân á, tâm nhân điển gồm có mấy vế thì hai phần, một là tâm quả, hai là tâm di tác. Thì tâm quả thì nó đã là kết quả rồi, thì làm sao nó có thể cho ra cái hậu quả về sau nữa. Thì bởi bản thân nó là quả thì nó không thể cho cái quả về sau, là không, là con này là không có đúng, tâm di tác cũng không có, di tác cũng không có cho hệ lụy về sau hay vui sướng về sau. Thì như vậy câu này là đúng ha, câu trả lời đúng như vậy ha, tâm nhân thì không có cho cái hệ lụy nào khổ về sau, bởi vì bản thân nó là quả, bản thân nó là di tác thì nó không có cho. Vì cô với ta lắm được không ạ? Đấy ha, rồi xa thân. Rồi, câu số 2. Một người được hưởng một đời sống giàu sang sung sướng. Một người được hưởng một đời sống giàu sang sung sướng. Dù người đó ngay trong hiện tại sống rất ác, còn người kia thì chịu cảnh cơ hàng khổ sở. Còn người kia thì chịu cảnh cơ hàng khổ sở, nhưng lại sống rất nhân từ. Chấm, hãy phân tích. Rồi, đây là câu thứ hai, giống như anh nói là một cái vấn đề ha, của một người được hưởng đời sống giàu sang sung sướng ha. Dù người đó ngay trong hiện tại mà sống rất ác, giống như mấy người giàu kia là sung sướng mà ác, còn người thì nghèo khổ cực, nhưng mà người đó sống rất là nhân từ, nó giúp người này thương yêu người khác, vân vân ha.
Rồi giờ hãy phân tích theo vị pháp thì quý vị phân tích ra cho hai ăn rồi mời cô phải tập. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ quý vị, dạ cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn Phật cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu hỏi số 2. Một người được hưởng một đời sống giàu sang sung sướng, dù người đó ngay trong hiện tại sống rất ác, còn người kia thì chịu cảnh cơ hàn khổ sở nhưng lại sống rất nhân từ. Hãy phân tích. Dạ thưa thầy, theo con thì một người ở hiện tại thì cái người được hưởng đời sống giàu sang sung sướng, tức là cái quả thiện của đời nhiều đời nhiều kiếp của người đó đã tạo và hiện tại nó trổ quả, cho nên người đó được hưởng cuộc một đời sống giàu sang sung sướng. Nhưng mà nói là dù người đó ngay trong hiện tại sống rất ác thì cái quả nó trổ đó không có biết giờ nào lúc nào được hết, mặc dù bây giờ cái người này sống rất ác, hiện tại thì người đó ác, nhưng mà cái quả thiện đời trước nó nhiều cho nên bây giờ nó trổ, nó nhiều hơn cho nên nó trổ. Còn cái ác thì bây giờ mặc dù là ác nhưng mà nó chưa, cái thiện nó đã nhiều rồi cho nên nó trổ ngay bây giờ, còn cái ác này thì vẫn còn giữ đó, thì có thể là cái ác này là chưa biết là nó sẽ trổ lúc nào. Theo con thì có đời sống giàu sang sung sướng là do cái thiện nhiều đời nhiều kiếp trước nó nhiều quá thì bây giờ nó trổ, còn cái ác thì nó mặc dù người đó làm ác nhưng thì cái ác cũng còn đó. Còn một người thì chịu cảnh cơ hàn khổ sở nhưng lại sống rất nhân từ, thì trường hợp này cũng vậy. Hiện tại thì cái người này chịu cảnh cơ hàn khổ sở đó là do cái quả của nhiều đời nhiều kiếp trước. Mặc dầu bây giờ cái người này sống nhân từ, tức là người này đã tạo cái nhân thiện, tạo cái nhiều cái phước thiện, thì nhưng mà cái quả ác của nhiều đời nhiều kiếp nó nhiều quá cho nên ngay bây giờ nó trổ, thì cái người này phải chịu lãnh thôi. Mặc dầu cái người này bây giờ tạo phước tạo thiện sống rất là nhân từ thì cũng để dành đó, chưa biết chừng nào nó trổ. Theo con thì có nghĩa là cái quả đó không biết trổ chừng nào hết, khi nào nó tới thời điểm mà nó trổ thì chúng ta phải nhận lãnh thôi, chúng ta được hưởng hoặc là bị nhận lãnh quả khổ. Theo con thì vậy, chứ con xin trả máy cho thầy. Sao thứ. Mời Pháp Nguồn Lào Cai bên phân tích tiếp, phân tích sâu vô nữa cái này sao? Theo vị diệu pháp thì như thế nào là Pháp Nguồn Lào Cai. Giờ ta xin đẹp lên, ta bắt rồi. Rồi, mời. Dạ Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ngài Chư Tiếp, con kính đảnh lễ đại đức chân tánh, con kính đảnh lễ cô tu nữ Như Pháp, cô tu nữ Phúc Hạnh. Con xin trả thầy kinh, con xin trả lời câu hỏi này. Theo về nhân quả thì bất khả tư nghi, nhưng mà theo thì có cái câu là nhìn nhân đời trước biết quả đời này, nhìn nhân đời này thì biết quả đời sau.
Thì theo con thì một người được hưởng một đời sống giàu sang sung sướng, dù người đó ngay trong hiện tại thì sống rất ác, thì có nghĩa là trong cái quá khứ thì họ đã tạo những việc thiện, thì kiếp này thì họ được lãnh những cái quả lành, quả tốt đẹp, thì họ được sung sướng. Nhưng mà trong đời sống hiện tại thì họ lại sống rất ác, thì kiếp sau thì họ sẽ phải chịu cái quả của cái ác này, thì họ sẽ phải nhận lãnh lại ạ. Còn người kia thì chịu cảnh cơ hàn nhưng lại sống rất nhân từ, thì cũng như vậy thì quả của đời trước thì họ, cái nhân đời trước họ để lại thì là những cái nhân xấu, nhân bất thiện, dạ, cũng không chịu thí cũng dừng, thì cái quả đời này thì họ cũng không được hưởng cái phước vật, dạ, cho nên là họ phải chịu khổ. Và hiện tại thì lại sống rất nhân từ, thì có nghĩa là cái nhân hiện tại thì họ lại gieo rất là tốt, thì kiếp sau thì họ sẽ nhận được lãnh quả tốt ạ. Dạ, con chỉ biết phân tích về cái góc nhân quả như vậy thôi ạ. Có gì mong thầy chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con xin được xuống bếp mời vị khác ạ. Xa thử. Đâu, chồng Nguyễn coi, chồng Nguyễn lên phân tích thêm có gì hay không? Nguyễn giờ bay. Rồi, mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, thưa con chồng Nguyễn, một lần nữa đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Bình. Dạ, con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa thầy, con thấy cô Meta với lại Xích Pháp Nguồn Lào Cai nó cũng đủ hết rồi mà thầy. Con cũng chỉ có bao nhiêu đó ý thôi ạ. Con xin được trình bày cái ý của con. Dạ, một đời sống giàu sang sung sướng, dù người đó ngay trong hiện tại sống ác, còn người kia thì chịu cảnh cơ hàn khổ sở, nhưng lại sống rất nhân từ. Hãy phân tích, dạ, thì người ác và người đang được hưởng giàu sang sung sướng và người đang chịu cảnh cơ hàn khổ sở thì cả hai đều đang nhận lãnh quả của quá khứ. Người có đời sống giàu sang sung sướng thì hưởng quả lành, còn người chịu cảnh cơ hàn khổ sở thì nhận lãnh những cái quả khổ mà do những đời trước mình đã tạo. Còn hiện tại thì người sống giàu sang sung sướng dù là giàu sang sung sướng nhưng mà sống rất ác thì đời sau kiếp sau thì vẫn lãnh những cái quả trong nhiều đời nhiều kiếp sau, nhưng mà không biết vào khi nào thôi thầy, thì cũng sẽ không có thể thoát được cái nhân quả mà mình đã tạo từ trong quá khứ hay hiện tại. Dạ thưa con thấy cô Meta với Xích Pháp Nguồn Lậu Cai nói hết rồi, thầy cũng kêu con nói, con cũng không có, con cũng chỉ có thể nói được như vậy thôi. Dạ, con xin phép được xuống mic, con kính nhân mic lại cho thầy ạ. À. Nói thêm về cũng vòng vòng cái gì đó mà. Nói phân tích vô ví dụ pháp rồi coi ra sao. Tina Nguyễn nghe, Tina Nguyễn nghe, đang mắc này. Tina là rồi mời nó phân tích theo gì pháp để cho nó ngon lành được không? Dạ, con kính đảnh lễ Nam Mô Tam Bảo, con kính đảnh lễ Quốc sư, các bạn cùng thầy, con kính chào thầy và con chào đạo tràng. Dạ, theo quy luật khác thì con chỉ biết là nghiệp tạo là tâm sở tư, dạ, hay là bất thiện nghiệp là do tâm sở tư. Quá là sao thầy?
nghe không rõ mà. Dạ thì cái đa tâm tâm sở tư nó tạo thể nghiệp sao đó. Thì và cũng do lúc mà nghe dịch quá không nghe vậy trên à, thôi vậy thôi mời chánh tâm ra, chánh tâm người chót có phân tích ngon lành ra, mời chánh tâm. Dạ, con kính chào thầy, con xin phép trả lời câu hỏi này. À, nếu mà theo phân tích vi diệu pháp á, thì một người được hưởng một đời sống giàu sang sung sướng, dù người đó ngay trong hiện tại sống rất ác, thì cái người này nếu là trong vi diệu pháp á, là những cái tâm quả thiện á, trong những cái tâm tám tâm quả thiện hữu nhân và tám tâm quả thiện vô nhân á, là những cái nhân đời trước á, họ tạo những cái nhân rất là tốt, nên hiện tại á, thì họ được có những cái quả, họ là quả hạnh phúc, được cái sung sướng hạnh phúc, được có những mắt thấy tai nghe sắc thanh hương vị xúc pháp, là những cái quả, cái tâm sở tư nó, những cái tâm quả thiện đời trước á, nó tác động vào những cái quả thiện, cái quả, nên họ hưởng được những cái những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, dù họ sống ác, là cái hiện tại này họ sống ác, nhưng mà nó sẽ cho những cái quả gì sau thì cái đó nói gì đó, nhưng mà những cái quả hiện này theo vi diệu pháp là những cái quả thiện họ có, là cho cái nhân quá khứ thì họ được cái những cái như những cái tám tâm quả thiện hữu nhân hay là tám tâm quả thiện vô nhân, đó rồi họ hưởng được những cái nhân đời trước, nên những cái quả này họ được sống một cái đời sống giàu sang sung sướng. Còn cái người mà người kia thì chịu cảnh cơ hàn khổ nhưng lại không sống ngắn an từ, thì cái quả đó nó không có nhiều, dù cho xấu trong cái hiện tại mình sống ác hay sống nhân từ thì nó cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Cái ảnh hưởng rất là nặng là những cái nhân quá khứ mình đã làm và bây giờ nó đã quả nó chỗ cho mình, thì những cái quả, những cái nhân xấu của mình đó, thì cái quả hiện tại là mình phải gặp những cái cảnh xấu điêu tàn, những cái gì sắc thanh hương vị xúc pháp á, thì mình phải chịu những cái đó, tại vì mình hồi trước mình đã gieo nhân xấu thì cái quả bây giờ là cái quả của mình. Nhưng dù cho họ sống nhân từ nhưng mà cái đã nói là nghiệp bất khả tư nghi, thì những cái nhân quá khứ đã làm bất thiện thì bây giờ nó đủ chín mùi thì mình phải chịu những cái cảnh đó, thì mình phải chấp nhận. Nhưng mà mình nếu mà mình hiểu và mình sống cái nhân từ này thì những cái nghiệp bây giờ, những cái nhân này thì nó sẽ cho những cái quả tương lai về sau thì có thể tốt hơn. Đó là con xin phân tích theo vi diệu pháp. Và con xin hết ạ. Con xin xuống bích ạ thầy. Rồi, xa thử ha. Rồi, một người mà được hưởng cái đời sống giàu sang sung sướng thì cái này là do theo vi diệu pháp, là do gì quý vị? Được gì? Tám tâm quả thiện vô nhân, đúng không? Cơ bản là tám cái tâm quả thiện vô nhân, là tôi thấy là được sung sướng, mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm, ý tiếp thôi quan sát những cảnh tốt đẹp ha. À, tám tâm quả đại thiện đó là 16 quả họ được những cái phước lành đó. À, thì như vậy là tám cái quả thiện và vô nhân và tám cái quả đại thiện hữu nhân, thì do nhân gì? Do nhân gì quá khứ? Do nhân thiện, tức là do tâm sở tư phối hợp với một trong tám tâm đại thiện trong quá khứ. À, thì giờ họ sẽ được quả nó rõ, họ sẽ được như vậy. À, rồi ngay trong cái đời sống hiện tại họ sống ác là do cái nhân hiện tại thôi. Cái nhân hiện tại sống ác do cái sự mà sung sướng giàu sang hưởng, nó làm duyên để làm sanh kiêu mạn, sanh cái tánh kiêu mạn, cao cống ngã mạn, nghĩ mình giàu sang, mình bắt đầu
kiêu mạn, sống ác, coi thường con người. Đây là họ chỉ gieo với nhân mới, họ sẽ bị lãnh cái hậu quả về sau. Đó là cái vấn đề như vậy ha. Còn cái người mà chịu cảnh cơ hàn cực khổ thì đừng là chịu những quả gì quý vị. Chịu quả gì? Bảy tâm quả bất thiện vô nhân. Học vi pháp nói thì vi pháp chứ nói là thường thường là chịu bảy tâm quả bất thiện vô nhân. Mà bảy tâm quả bất thiện vô nhân này á, cái gì vậy? Bảy tâm quả bất thiện vô nhân là do nhân nào trong quá khứ? Do nhân nào trong quá khứ? Do nhân bất thiện, tức là một trong 12 tâm bất thiện không? Pháp sư tư phối hợp với 12 tâm bất thiện, nó cho ra bảy cái tâm quả bất thiện vô nhân này. Họ sẽ bị sống là sống đau khổ này cái đủ thứ diện ha. Đó là mình phân tích theo vị pháp như vậy ha. Rồi cái mà đời sống hiện tại họ sống tốt đẹp, nhưng từ họ là gieo nhân mới, họ tạo những cái tâm thiện mới, những cái nhân tốt lành mới, thì họ sẽ được hưởng những cái quả thiện về sau. Đó là mình phân tích cái câu chuyện đơn giản, nhưng mà mình đi vào chi pháp để cho quý vị ôn bài luôn ha. Rồi nắm được chưa? Alo, 1, 2, 3, thông qua chưa? Rồi ha, dễ mà chừng ha. Câu số 3. Một người làm thiện với mong cầu được sanh về cõi trời hưởng phước đời đời. Một người làm thiện với mong cầu được sanh về cõi trời hưởng phước đời đời. Phải. Một người khác thì chuyên làm ác vì cho rằng sau khi chết là hết. Đấy, phân tích. Đây là cái vấn đề cho mình biết có hai mẫu người ha. Một người làm thiện thì với mong cầu được sanh về cõi trời để hưởng phước đời đời đó ha. Một người khác thì chuyên làm ác vì cho rằng sau khi chết là hết. Rồi phân tích vấn đề này như thế nào ha. Rồi mời quý vị quan nghĩ lên dành 10 điểm rồi, mời quý vị nha. Chồng Nguyễn lên, mời ai đó làm MC lên đi nhé.
ngày cử một người lên làm quạt báo duyên cho râm sâu tội với em rô và rô. Có ai là mời Pháp Vua Lào Cai nha, rồi nếu Pháp Vua Lào Cai làm quạt báo duyên được nữa mời làm luôn nha. Dạ, con xin được trả lời câu hỏi của thầy kênh ạ. Con thì gợi ý cho mọi người thôi, chứ con chắc gì chắc là cũng không được đúng 100%. Nhưng mà theo con thì một người làm thiện với mong cầu được sanh về cõi trời hưởng phước đời đời, còn một người khác thì chuyên làm ác, cho rằng quả sau chết thì hết. Phân tích ạ. Còn theo con phân tích thì cũng như nếu mà phân tích theo vi diệu pháp như vừa rồi thì một người làm thiện với mong cầu được sanh về cõi trời hưởng phước đời đời thì đó cũng là một tâm tham ly tà. Còn một người vị này làm thiện thì họ sẽ làm bằng cái tám tâm đại thiện, tám tâm đại thiện và năm tâm thiện là sắc giới hoặc là năm bốn tâm thiện vô sắc giới thì họ sẽ sanh về được sanh về cõi trời. Nhưng mà nếu mà muốn sanh về cõi sắc giới và cõi vô sắc giới này thì chỉ cần phải dùng là ta bốn tâm đại thiện hợp trí, còn bốn tâm đại thiện ly trí kia thì chỉ cần sinh vật lên được cõi cũng là cõi trời nhưng mà cũng như cõi chư thiên. Dạ, con thì hiểu là như vậy. Thì cộng với sở hữu tư vậy dạ. Thì họ thì về trong cái tám tâm đại thiện này thì có cái phần về hành thập thiện đó. Thì cũng có là họ thường làm những việc thiện, phước thiện đó. Thì họ sẽ được hưởng về cõi như vậy. Còn một người khác thì chuyên làm ác, vì cho rằng sau khi chết thì hết. Thì họ thì là có một cái một trong 12 tâm bất thiện đó, thì họ cộng với sở hữu tư thì họ sẽ ra một cái kết quả đời sau thì là quả xấu. Nhưng mà cái vấn đề này thì một người khác chuyên làm ác cho rằng như vậy thì có nghĩa là họ sanh vào họ cho vào cái sự tà kiến, đoạn kiến ấy, là chết thì hết ấy. Còn chỉ biết phân tích được đến đây rồi ạ. Dạ, con xin được xuống mic vị khác ạ. Có gì sai mong thầy sửa cho con. Sa thứ, sa thứ. Rồi, mời tiếp kìa, mời ai đây? Không ai lên làm quạt báo duyên dùm hết trơn trời. Tôi mới ta ra lại. Tina. Rung nhờ yếu quá, càng ngày càng yếu từ từ người ta. Đây mấy câu hỏi dễ không mà câu để mà bàn luận thôi. Rồi, im rồi hết trơn rồi, xong. Cho Nguyễn lên làm việc đi, cho Nguyễn ơi, lên làm việc, làm quạt báo duyên cho Râm rồi sao tổ ơi, mời cho Nguyễn. Dạ thưa thầy, con đâu có nghề, con không có biết thầy ơi, con không biết làm quạt báo duyên đâu thầy. Dạ cảm ơn Xích Văn Thành đã cho biết tín hiệu. Dạ thưa cô Meta, dạ cô có trước máy không ạ? Cô Meta, dạ cô có trước máy, con mời cô lên trả lời câu hỏi nha. Rồi cô Meta cũng đi đâu luôn rồi thầy ơi, con không thấy bàn tay của cô ạ. Dạ, dạ mời anh Chánh Tâm ạ. Dạ con mời cô Meta, con thấy bàn tay cô rồi ạ. Dạ con mời cô Meta trước rồi một hồi con mời anh Chánh Tâm nha. Dạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sa Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Quang Thanh, cảm ơn Trọng Nguyễn cho biết nghe được âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc câu số 3. Một người làm thiện với mong cầu được sanh về cõi trời, hưởng phước đời đời. Một người khác thì chuyên làm ác vì cho rằng sau khi chết thì hết. Phân tích. Dạ, con thì chắc cũng có ý kiến giống như cô Pháp Nguồn Lào Cai. Một người làm thiện. Một người làm thiện. Làm thiện đây là có cái tâm thiện. Dạ, người này làm thiện thì theo con nghĩ chắc là người đó làm với cái tâm mà thiện dục giới, cái tám tâm thiện dục giới đó. Hoặc là người đó làm thiện với cái 10 điều thập thiện. Dạ, con nói thêm phần này, nói thêm là có thể là người này làm thiện với 8 cái tâm đại thiện, hoặc là với cái 10 điều thập thiện. Thì với cái 8 tâm đại thiện hay là với cái 10 điều thập thiện thì họ mong cầu là được sanh về cõi trời. Nếu mà mong được sanh về cõi trời chắc là có 5 cái tâm thiện sắc giới, hoặc là 4 tâm thiện vô sắc giới. Người đó mong cầu sanh về cõi trời, hưởng phước đời đời. Và còn cái người kia thì chuyên làm ác. Thì làm ác thì đây là cái tâm bất thiện. Vì họ cho rằng sau khi chết thì hết. Thì đây là với cái tâm, với cái tâm đoạn kiến. Cho rằng chết thì hết, không còn gì nữa. Cho nên họ tha hộ, họ làm ác. Bởi vì họ nghĩ rằng hết rồi không có chịu quả gì hết. Làm ác cũng không chịu quả gì hết. Thì cho nên họ làm tha hộ, họ làm ác. Thì con nghĩ rằng làm ác thì sẽ sanh vào cảnh khổ thôi. Họ làm ác đây là họ làm với cái 12 tâm bất thiện. Dạ, con thì như theo nhân quả trong di diệu pháp thì làm thiện thì sẽ được hưởng quả lành, còn làm ác thì đương nhiên là không có hết được, vẫn phải hưởng cái quả khổ và sanh vào cảnh khổ. Còn người làm thiện thì được hưởng quả thiện, được sanh về cõi người, cõi trời để hưởng phước. Dạ, con chỉ phân tích như vậy thôi ạ. Dạ, con xin trả má cho thầy, có chỗ nào sai sót thì xin thầy bổ túc chỉnh sửa cho con. Thấy hạnh kiểm 99 đưa ý kiến lên cũng khá hay, là mời hạnh kiểm 99 lên phân tích cho bà con nghe coi. Mời hạnh kiểm 99 chơ bằng phải ngọc ngà lên coi. Hạnh kiểm đâu rồi? Em rồi, mời hạnh kiểm.
Nam Mô Đức Tam Bảo. Dạ con kính thành lễ thầy. Dạ con mới được, mới thỉnh được cái quyển sách của thầy, con mới có học thầy, con chưa có nắm vững, nhưng mà phân tích sau thì con chưa có biết, con chưa có hiểu sâu lắm. Nhưng mà con mới học có mấy ngày nay, con nhìn vào đó thì con qua hai cái câu, câu 2, câu 3 thì con hiểu được theo cái quyển sách của thầy dạy như vậy thôi. Tại vì một người mà làm thiện mà mong cầu sanh về cõi trời để được hưởng cái phước đời đời, về cõi trời hưởng phước thì cái đó là phải thôi, mình làm thiện thì mình sẽ hưởng được cái phước lành thôi, nhưng mà mong cầu về cõi trời để hưởng cái phước đời đời thì cái tâm này là cái tâm thiện trong 8 cái tâm thiện dục giới, mà nghĩ là mình sẽ về cõi trời hưởng đời đời thì cái tâm thiện này nó không có hợp chí. 8 tâm thiện này nó trong đó có 4 tâm thiện ly trí. Một người mà chuyên làm ác thì cho rằng khi chết thì hết, cho nên người ta không có sợ nhân quả, người ta không có sợ cái hậu quả, cho nên người ta nghĩ là chết là hết, cho nên người ta sống bất thiện, người ta làm ác. Thì cái người này đã làm ác là làm với 12 tâm bất thiện rồi, còn học tà kiến nữa. Dạ thì con hiểu con cái câu hỏi số 2, số 3 mà thầy đưa ra thì con mới vừa kính xin thầy bổ sung thêm cho con để cho con hiểu thêm. Và kính mong đạo tràng các vị sư huynh sư tỷ học lâu rồi hiểu nhiều, và anh có góp ý kiến để cho hành kiểm học thêm ạ. Dạ con xin dân mít để cho đạo tràng. Xa lắm. Rung quá vậy, làm gì lên, có ai làm đâu sợ rung dữ. Đừng rung, có gì phải rung cái này. Rồi, chánh tâm nghe, chánh tâm là nói gì ngon lành nghe. Chánh tâm rồi. Rồi, mời. Dạ, con kính chào thầy. Dạ, con xin trả lời cái câu hỏi số 3. Một người làm thiện có mong cầu được sanh về cõi trời hưởng phước đời đời, thì nếu mà làm thiện thì là cái tâm sở tư nó sẽ phối hợp với một trong những 8 tâm thiện dục giới. Thì khi mà phối hợp thì họ làm những một trong những 8 tâm thiện đó thì họ sẽ sanh về cái cõi trời, mà họ nói là cái hưởng phước đời đời đó, là cái đó là cái thường kiến không có đúng, là cái tự nhiên nghĩ ở phước hưởng phước đời đời là cái thường kiến. Trong cái tà kiến nó có một cái thường kiến và đoạn kiến, thì cái người mà nghĩ làm thiện thì đó là cái sự vô minh, mà trong cái vô minh đó họ nghĩ là họ làm thiện thì nó duyên cho nó, duyên cho phúc hành, nó duyên cho cái gọi là vô minh, duyên cho phúc hành, đó là khi họ hưởng lên hạnh nghiến là lên cõi trời hưởng phước đời đời, đó là cái thường kiến. Còn mà một người mà ác khi mà chuyên và nghĩ mà một người khác khi chuyên làm ác và nghĩ sau khi chết thì hết, thì là cái một trong họ làm trong những một trong những 12 tâm bất thiện, thì khi đó là họ nghĩ khi chết là hết là cái đoạn kiến, và khi chết họ sẽ sanh vào trong những cái trong cái đoạn kiến đó, thì họ sẽ sanh vào trong những cái 4 cái cõi khổ. Còn nói về những người mà sanh về những cõi mà trong những cõi trời sắc giới hay vô sắc giới, là như cõi trời sắc giới thì họ phát triển được đất thiện, người tâm nhân, phải là người tâm nhân thì họ tu cho
tập trong những một những cái năm tâm thiện, năm tâm thiện sắc giới họ tương ứng đó, thì khi họ đắc thiện và họ không hoại thiện đó, thì họ cái sanh báo nghiệp của họ sẽ về tương ứng với những cái tâm thiện họ sẽ được cái quả đó. Còn cũng như còn về một trong những bốn tâm thiện vô sắc giới đó, thì họ cái đó là về bất động hành. Khi vô minh duyên cho bất động hành thì khi họ chứng thiện và họ là người tâm nhân mà họ không hoại thiện khi họ mất á, thì họ sẽ về những cõi thiền vô sắc giới tương ứng với họ. Dạ, con xin tóm tắt như vậy. Dạ, con xin hết ạ. Con xin xuống bích ạ. Cảm ơn thầy. Rồi, xả thứ. Rồi, vậy, câu số 3 ha. Một người làm nhân với mong cầu được sanh về cõi trời hưởng phước đời đời. Thì quý vị thấy với mong cầu được sanh về cõi trời, thiện là thiện hay là bất thiện? Mong cầu được sanh về cõi trời hưởng phước đời đời là thiện hay là bất thiện? Bất thiện nhé, mà bất thiện thuộc về gì? Bất thiện gì? Thuộc về tham gì? Tham hợp tà chứ sao? Tham ly tà để châu quyển. Tham hợp tà. Tham hợp tà. Mà thuộc về thường kiến hay đoạn kiến. Thường kiến hay đoạn kiến? Là thường kiến, đúng rồi. Thì như vậy cái câu này cho mình biết là bất thiện làm duyên cho thiện, tức là do cái tham tà kiến họ mong muốn được sanh về cõi trời hưởng phước đời đời, họ mới làm việc thiện. Mà kêu là thiện làm bằng tâm thiện, thì như vậy bất thiện làm duyên cho thiện. Có gì nắm được cái câu này không? Bất thiện làm duyên cho thiện, tức là bất thiện thuộc về thường kiến, tham tà thường kiến là làm duyên cho thiện, một trong tám tâm thiện để làm việc thiện. Thì như vậy đây là bất thiện làm duyên cho thiện để thực hành những cái thiện pháp để mong cầu được sanh về cõi trời hưởng phước đời đời, thì đó là bất thiện làm duyên cho thiện. Rồi cái thứ hai, một người đưa cái câu hai cho ta coi luôn kìa. Câu thứ hai là một người khác vì chuyên làm ác, vì cho rằng sau khi chết là hết. Thì vì cho rằng sau khi chết là hết là thuộc về bất thiện hay thiện? Bất thiện, rồi ly tà hay là hợp tà? Hợp tà chứ sao ly tà lại không tin nè. Hợp tà mà thuộc về đoạn kiến hay thường kiến? Thuộc về đoạn kiến. Rồi thì do cái pháp bất thiện này thuộc về những cái tâm tham hợp tà và đoạn kiến này, nó làm duyên cho bất thiện tiếp luôn, làm cho phát sinh những cái hành động tà ác, thì bất thiện duyên bất thiện. Là vấn đề chúng ta thấy do duyên, cái đầu là duyên, bất thiện làm duyên cho thiện, cái sau là bất thiện làm duyên cho bất thiện luôn, cái sau thì nó nặng hơn ha. Đó là phân tích để cho quý vị nắm thêm được số vấn đề đó ha. Rồi sao đó không hiểu nắm được không quý vị? Alo, được chưa? Cô Hạnh Kiểm nắm được không? Alo, Hạnh Kiểm đâu rồi? Em luôn rồi. Tại vì có nghe giờ không biết nữa.
ha, tham qua được không? Rồi câu số 4. Tâm rõ làm sao nữa không? Câu 4. Tâm nào là tâm mà trong nó không hề có sự phối hợp của bất kỳ tâm sở nào? Tâm nào là tâm mà trong nó không hề có sự phối hợp của bất kỳ tâm sở nào? Rồi, câu này dễ ủi ha. Rồi, cô ta lên lấy 10 điểm coi. Cô ta gỡ vốn cho cô ta nãy giờ chưa lấy được 10 điểm nào ha. Rồi, mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, quý vị có nghe được âm thanh của mấy ta không quý vị? Dạ, cảm ơn chú Nguyễn. Cảm ơn Tina. Dạ, con xin đọc câu hỏi thứ tư. Tâm nào là tâm mà trong đó, trong nó không hề có sự phối hợp của bất kỳ tâm sở nào? Dạ, theo con thì đó là cái tâm si thầy. Vậy tâm si thì không có... Dạ khoan, để con suy nghĩ coi có đúng không ạ? Để con suy nghĩ coi tâm sao thiện coi có tâm si trong đó không? Để con nói cật quá nữa. Dạ không được rồi. Con thấy là trong cái tâm sở bất thiện thì cái nhóm si phận thì có là si vô tạm vô quý phóng vật. Dạ không phải. Vậy để con suy nghĩ lại thầy. Tâm nào mà trong nó không hề có sự phối hợp của bất kỳ tâm sở nào? Dạ thôi con xin tám mít cho thầy đi để con suy nghĩ đi. Rồi, rồi mời Pháp Nguồn Lò Gai nãy giờ tay nãy giờ mỗi tay anh mời Pháp Nguồn Lò Gai coi. Lấy 10 điểm câu thì dễ quá chừng. Tâm nào là tâm mà không có mà trong nó không hề có sự phối hợp của bất kỳ tâm sở nào? Dạ thưa thầy là không có tâm nào như vậy ạ, bởi vì là ít nhất là có 7 tâm sở biến hành là nó có mặt trong tất cả 121 tâm, vì thế không có tâm nào là tâm mà không có sở hữu phối hợp cùng ạ. Dạ con xin được trả lời như vậy ạ, con xin được xin mời. Xà thứ, xà thứ, 10 điểm hay quá, dễ ớt quá, xà thứ. Trả lời là câu hỏi ta hỏi mà. Tâm nào là tâm mà trong nó không hề có sự phối hợp bất kỳ tâm sở nào? Thì phải nói rằng không nên nói vậy, không nên nói thế. Ít nhất mới có 7 tâm sở. Rồi, xà thứ ha. Cô với ta nóng lại được chưa? Bị câu hỏi làm cô rối không? Nóng lại kỹ nha. Rồi, câu số 5. Trong các tâm dục giới,
có bao nhiêu nhân, bao nhiêu thọ. Trong các tâm dục giới có bao nhiêu nhân, bao nhiêu thọ. Trong các tâm dục giới có bao nhiêu nhân, bao nhiêu thọ. Dễ anh học quá lâu rồi ha. Rồi, mời quý vị suy nghĩ kỹ rồi lên trả lời nha. Dạ, thưa thầy, con xin được phân tích thử ạ, bởi vì là con sẽ phân tích thử để cho mọi người kế tiếp phân tích thêm cho nó đầy đủ. Chắc là con cũng phân tích không được đầy đủ lắm. Dạ, trong cái tâm trong các tâm dục giới có bao nhiêu nhân, bao nhiêu thọ, thì trong cái tâm dục giới có 54 tâm dục giới ạ, thì con nói về thọ trước. Thọ trước thì có 5 thọ ạ, là thọ hỷ, thọ xã, thọ ưu, xã ưu, thọ lạc và thọ khổ ạ. Dạ. À, còn có bao nhiêu nhân thì trong tâm trong 12 tâm bất thiện thì có nhân bất thiện ạ. Còn trong 24 tâm dục giới tịnh hảo thì có 4 tâm thiện ly trí thì gồm có 2 nhân thôi, còn là 4 tâm thiện hợp trí thì có 3 nhân. Đã, như vậy là sẽ là tổng là có bao nhiêu? 4 tâm thiện hợp trí thì là có 3 nhân. Còn những cái tâm còn cái tâm ly trí thì có 2 nhân. Như vậy là nếu mà nói về nhân thì nó có ở trong tâm dục giới thì có 6 nhân nếu mà nói chung, đúng không thưa thầy? Như là tham, sân, si cũng có, rồi vô tham, vô sân, vô si cũng có. Thì con nên phân tích chia rẽ ra thì để con phân tích lại ạ. Dạ. Như là 12 tâm bất thiện thì có 8 tâm, nó có nhân bất thiện ở đấy rồi. Thì nếu mà tính chung nhân bất thiện thì có gọi là nhân bất thiện. Và còn cái tâm dục giới tịnh hảo thì gọi là có nhân thiện, nhưng mà có 4 cái tâm là ly trí, thì còn 4 cái tâm hợp trí thì là nó có 3 nhân. Như 12 tâm bất thiện thì có nhân tham, sân, si. Còn 4 tâm thiện là ly trí thì nó có vô tham, vô sân. Dạ. Là nó có 2 nhân. Còn tâm thiện hợp trí thì có vô tham, vô sân và vô si ạ. Dạ, con phân tích như vậy đã đủ chưa ạ? Con xin được xuống mic. Dạ, con có gì sai mong thầy chỉnh sửa thêm cho con ạ. Rồi, xa hơn. Mời cô Beta phân tích lại lần nữa coi. Beta lấy 10 điểm coi. Phân tích chi tiết hơn nữa coi cho. Cô Beta ôn bài luôn, sẵn ôn bài luôn.
Rồi, mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Pháp Nguồn Châu Nguyễn cho biết tín hiệu đã nghe được rõ. Dạ, con xin đọc lại cái câu hỏi số 5. Trong các tâm dục giới có bao nhiêu nhân và bao nhiêu thọ? Thì có hai vế, thứ nhất là hỏi có bao nhiêu nhân. Thì con thấy là trong tâm dục giới thì có các tâm bất thiện, tâm vô nhân và tâm dục giới tịnh hảo. Thì về hỏi là trước hết là hỏi có bao nhiêu nhân, thì con thấy là về tâm bất thiện á, thì có đầy đủ ba nhân bất thiện, đó là tham, sân, si. Dạ. Còn về tâm vô nhân thì con không có nói đến cái tâm vô nhân. Rồi 24 tâm tịnh hảo á, thì có các tâm thiện, quả và duy tác hợp trí á, thì nó có đủ ba nhân là vô tham, vô sân và vô si. Còn các tâm mà ly trí thì chỉ có hai nhân, đó là tham và vô si. Con nói là các tâm hợp trí thì có đầy đủ vô tham, vô sân và vô si. Còn các tâm mà ly trí thì có hai nhân, đó là vô tham và vô sân. Chỉ có hai nhân đó thôi, không có nhân vô si, tại vì nó ly trí. Còn về hỏi có bao nhiêu thọ thì con thấy là có tới năm thọ, là thọ hỷ, thọ xả, rồi thọ lạc, thọ khổ, rồi thọ ưu, là năm thọ. Thì theo con thì như vậy, không biết có chỗ nào thiếu sót không, xin thầy bổ túc cho con. Rồi, sao đó. Rồi, còn ai phân tích thêm sâu vô nữa không? Ai phân tích được sâu vô nữa không? Dạ, là... Mời Gina. Tâm dục giới có bao nhiêu nhân và bao nhiêu thọ? Thì trong hai trong tâm trong 12 tâm bất thiện thì cái hai cái tâm si á, thì có một nhân là một nhân si, còn hai cái tâm sân thì có nhân si và nhân sân. Còn tám cái thêm thì có đã có nhân tham và cũng có nhân si. Thì thầy có nghe được rõ không vậy?
Dạ, hello. Dạ, con nói, con xin phép được nói lại. Trong 12 tâm bất thiện thì cái 8 tâm tham á, thì có một có nhân nói về tâm bất còn nói về tâm 12 tâm dục giới tình hảo thì là có nhân tình hảo mà hợp trí 12 tâm dục giới tình hảo mà hợp trí xin lỗi trong 24 tâm dục giới tình hảo thì có 12 tâm dục giới tình hảo hợp trí thì có nhân hợp trí thì có nhân vô tham, vô sân và vô si. Còn nếu mà cái 12 tâm dục giới tình hảo ly trí thì chỉ có nhân vô tham và vô sân thôi. Ủa, cái máy con chắc bị cái gì chắc nghe không rõ vậy con xin phép được nói lại một lần nữa. Dạ, trong tâm 12 tâm bất câu hỏi là trong câu hỏi là trong các tâm dục giới có bao nhiêu nhân, bao nhiêu thọ. Dạ, nhân á, thì trong 12 tâm bất thiện thì có tâm 8 tâm tham thì có nhân tham và nhân si. Hai tâm sân á thì có nhân sân và nhân si. Và hai cái tâm si á thì chỉ có si thôi. Còn cái 18 tâm vô nhân thì không có nhân nào. Còn trong 24 tâm dục giới tình hảo thì có 12 tâm dục giới tình hảo ly trí á thì chỉ có nhân vô tham và vô sân. Dạ, và trong 54 tâm dục giới tình hảo này có đủ 5 thọ là thọ khổ, thọ lạc, thọ u, thọ hỷ và thọ xả. Dạ, con có sai xin thầy sửa giùm cho con ạ. Sai thử ha. Cũng tương đối khá rõ rồi ha. Rồi thử ai lên nói cho rõ nữa coi. Chánh tâm coi, ngoài chánh tâm. Dạ, yeah, con kính chào thầy Kinh ạ. Con xin trả lời câu hỏi ạ. Trong các tâm dục giới có bao nhiêu nhân, bao nhiêu thọ? Thì trong các tâm dục giới có tất cả là 6 nhân. Nhân tham, nhân sân, nhân si, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si. Thì trong 12 tâm bất thiện thì 8 tâm tham có 2 nhân là nhân tham và nhân si. Và trong 2 tâm sân thì có 2 nhân là nhân sân và nhân si. Và nhân si chỉ có một nhân thôi. Và trong 18 tâm vô nhân thì không có nhân nào hết. Và trong 24 tâm dục giới tịnh hảo, 12 tâm hợp trí dục giới tịnh hảo thì có 3 nhân là vô tham, vô sân, vô si. Còn 12 tâm thọ xả, 12 tâm mà ly trí trong dục giới tịnh hảo thì ly trí thì có 2 nhân là vô tham, vô sân. Còn về nói về thọ thì có 5 thọ, thì trong 5 thọ tâm tham thì có 4 cái tâm tham thọ hỷ và 4 tâm tham thọ xả. Còn tâm sân thì là có cái tâm thọ u, còn tâm si thì có cái tâm thọ xả. Còn về 8 tâm quả bậc thiện á, thì duyên về nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tiếp thâu quan sát thọ xả quả bất thiện về đó thì thọ xả, nhưng mà riêng về thân thức thọ khổ quả bất thiện thì nó là thọ khổ. Còn về tám cái tâm quả thiện vô nhân á, thì nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tiệt thức, tiếp thâu quan sát
thì những tâm đó quả thiện thì họ xả. Còn về thân thức thọ lạc, thân thức thì nó là thọ lạc quả bất thiện, và cái quan sát thọ hỷ, cái tâm quan sát thọ hỷ là quả thiện. Thì nói về thọ thì có năm thọ, thì về 12 thì trong về 24 tâm dục giới thì có 12 tâm thọ hỷ và 12 tâm thọ xả. Thì tóm lại là có năm thọ là thọ hỷ, thọ xả, thọ u, thọ khổ và thọ lạc. Dạ con xin hết ạ. À, chào thứ chào thứ ha, Tina với lại Chánh Tâm khá rõ ha. Nhưng mà vậy là cho 10 điểm đi, cho quan hỷ 10 điểm, 10 điểm. Rồi, bây giờ về cái tâm dục giới này có bao nhiêu nhân, bao nhiêu thọ. Bây giờ tâm bất thiện, 8 tâm tham có mấy nhân quý vị? 8 tâm tham có mấy nhân? 2 nhân là tham và si, đúng không? 2 nhân. Rồi 2 tâm sân có mấy nhân? 2 nhân luôn, là sân và si. Rồi tâm si có mấy nhân? Si có mấy nhân? Có 1 nhân và si. À, nói về nhân. Rồi về thọ, tâm tham có mấy thọ? Tâm tham có 2 thọ, là thọ gì? Thủy thọ xã, rồi thủy xã nhớ, để từ từ mới nhớ ôn bài cho kỹ nha. Thủy xã, rồi tâm sân có mấy thọ? Rồi 1 thọ là thọ ưu, rồi tâm si có mấy thọ? Một thọ là thọ xả, ok ha. Rồi đó là xong cái phần tâm bất thiện ha, là nhân và thọ ha. Rồi tới tâm vô nhân, tâm vô nhân có bao nhiêu nhân? Tâm vô nhân có bao nhiêu nhân? Không có nhân nào ha. Không có nhân nào. Rồi tâm vô nhân mà chẳng có nhân. Rồi giờ tâm quả bất thiện vô nhân có bao nhiêu thọ? Tâm quả bất thiện vô nhân có bao nhiêu thọ? Hai thọ, xả và khổ, xả thứ ha, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt, cái sâu quan sát là thọ xả. Riêng cái thân thức thì thọ khổ. Thì tâm quả bất thiện mình có hai thọ là thọ xả và thọ khổ. Rồi tâm quả thiện vô nhân có mấy thọ? Ba thọ, đúng rồi, là xả, thọ lạc và thọ hỷ. Ba thọ ha. Xả là nhãn nhĩ tỷ thiệt, tiếp thâu quan sát là xả, thân thức thì thọ lạc, và quan sát cuối cùng là quan sát thọ hỷ. Thì như vậy mình có xả, thọ lạc và hỷ. Tâm vô nhân, tâm quả thiện vô nhân có ba mà ba thọ, xả lạc hỷ ha. Rồi tâm di tác vô nhân có mấy thọ? Hỷ xả, xả thứ, xả hỷ. Rồi ok, xả thứ tức là hai cái đầu kháng ngũ môn, kháng ngũ môn là xả, là tâm vi tiếu hỷ. Thì như vậy có hỷ và xả ha. Rồi 24 tâm dục giới tình hảo mà bốn cái hợp trí, 12 hợp trí, 12 hợp trí là bao nhiêu nhân? Ba nhân đầy đủ ha, đầy đủ ba nhân, vô tham, vô sân, vô si. 12 ly trí mấy nhân? 12 ly trí, hai nhân là vô tham, vô sân, bởi ly trí thì không có vô si ha. 12 trí, hai nhân. Rồi, như vậy là 24 trong dục giới tình hảo thì có ba nhân có hợp trí, hai nhân thì thuộc về ly trí. Rồi thọ có bao nhiêu thọ? 24 cái dục giới tình hảo này có nhiêu thọ? Nhiều có năm thọ dữ gì mà ta. 24 tâm dục giới tịnh hảo có mấy thọ?
hai thọ thôi, hai thọ, thọ hỷ và xả thôi ha, nhưng nó chỉ có tâm thọ hỷ, tâm thọ xả có hai thọ thôi. Rồi thì như vậy chúng ta đã phân tích ra tâm dục giới rồi có những nhân như thế nào và thọ như thế nào ha. Rồi, nắm được hết chưa? Nắm được hết rồi quý vị ha. Sắp hết giờ gì vậy? Sắp hết giờ chưa? Hết giờ hả? Mười báo ai à, đừng cho hai câu nữa ha. Không sao, câu số 6. Trong các tâm đáo đại có bao nhiêu chi thiền, bao nhiêu thọ? Trong các tâm đáo đại có bao nhiêu chi thiền, bao nhiêu thọ? À, này cũng dễ ha, lên ôn bài lại đó, phân tích ra từ 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 mình sẽ thấy vấn đề ha. Cho quý vị ôn hết, dính nó rồi học nhiều quá quên trơn. Rồi suy nghĩ chút xíu ra, rồi mời quý vị giơ tay lên đây là lấy 10 điểm coi. Dạ, thưa thầy, cho con xin lên được gợi ý cho mọi người cho kiểu lại hết giờ ạ. Dạ. Con xin phân tích từng câu một, từng đoạn một ạ. Trong các tâm đáo đại có bao nhiêu chi thiền, nhiều thọ ạ. Nếu mà nói đến chi thiền thì con sẽ phân tích trước 15 tâm sắc giới. 15 tâm sắc giới thì trong 27 tâm đáo đại thì có 15 tâm sắc giới và 12 tâm vô sắc giới, thì con sẽ phân tích 15 tâm sắc giới trước. Những cái tâm này thì nó cũng tâm thiện, tâm quả và tâm duy tác thì nó cũng song song với nhau, thì con xin phân tích gộp lại một được không ạ? Như là tâm sơ thiền, tâm sơ thiền, tâm thiện sơ thiền và tâm quả sơ thiền và tâm duy tác sơ thiền thì nó có một thọ là thọ hỷ, thì nó có chi thiền gồm có 5 chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định. Còn cái tâm thứ hai là tâm nhị thiền, tâm thiện nhị thiền, tâm quả nhị thiền, tâm duy tác nhị thiền, thì ba cái tâm này thì nó có một thọ hỷ và nó có 4 chi thiền là tứ hỷ lạc định. Còn cái tâm tam thiền, thiện tam thiền và tâm quả tam thiền, tâm duy tác tam thiền sắc giới này thì nó cũng có thọ hỷ và nó có 2 tâm tam thiền là nó có 2 chi thiền là lạc và định ạ. Dạ đúng ạ. Còn cái tâm thiện sắc giới thọ tứ thiền và quả, tâm quả sắc giới tứ thiền, tâm duy tác sắc giới tứ thiền này thì ba cái tâm này thì là nó là có thọ lạc, thọ xả và định, nó có 2 chi thiền là xả và định, và cái thọ của nó cũng
cũng là thọ xả. Dạ. Bởi vì nếu mà tính theo cái chi thiền thì nó là thọ xả. Vâng. Còn cái tâm ngũ thiền, tâm thiện ngũ thiền, tâm quả ngũ thiền và tâm duy tác ngũ thiền sắc giới này thì cũng có hai chi thiền là định và xả, thì nó có thọ xả thôi ạ. Đã. Con đã phân tích xong 15 tâm sắc giới. Còn ở dưới là 12 tâm vô sắc giới thì có tâm thiện vô sắc giới, tâm quả vô sắc giới và tâm duy tác vô sắc giới, thì nó cũng song song như nhau. Thì tâm không vô biên xứ thì những tâm này con phân tích chung là nó chỉ có là thọ xả thôi ạ. Vâng, và cái chi thiền của nó thì là xả và định thôi ạ. Đã. Con xin được phân tích như vậy, có gì sai mong thầy chỉnh sửa thêm cho con ạ. Đã, con xin được xuống mic ạ. Rồi, xa thử ha. Về tâm táo đại có hai không? Có sắc giới, tâm vô sắc giới, đúng chưa? Sơ thiền có mấy chi thiền? Sơ thiền sắc giới có mấy chi? Có năm. Rồi, tầm tứ phỉ lạc định thì thuộc về thọ gì? Hỷ, đúng rồi, xa thứ thuộc về thọ hỷ. Nhị thiền bỏ tầm thì còn tứ hỷ lạc định, đúng không? Bốn chi thiền, bốn tứ hỷ lạc định thì thọ gì? Hỷ luôn rồi. Tam thiền thì bỏ tầm tứ thì còn hỷ lạc định, và ba chi thiền hỷ lạc định ba, đúng không? Thọ gì? Hỷ luôn, xa được. Rồi tứ thiền bỏ hỷ luôn, lạc định thì thọ gì? Chứ thọ xả, pháp ngôn là cái trật cái này á. Lạc định là cái tôi cũng thuộc về thọ hỷ đó, mà cái thuộc về thọ lạc. Lạc định thuộc về thọ hỷ đó. Rồi ngũ thiền mấy gì? Định và xả, chỉ có một chi coi như là định hơn, thuộc về thọ xả. Rồi ha, thọ xả rồi, xa thứ rồi. Tâm vô sắc giới có tính là chi thiền không? Có chi thiền gì không? Tâm sắc giới, tâm vô sắc giới thì chỉ nó không có tính theo chi thiền nữa, mà giá tôi tính theo đối tượng ha. Công chi viên xứ, thức chi viên xứ, ngộ sở xứ, phi tưởng vi tưởng xứ, tính theo đối tượng ha. Để làm đề mục tu thiền thì vậy có bao nhiêu thọ? Một thọ, đúng rồi, là thọ xả ha. Rồi giờ nắm được ha, nắm được vấn đề chưa? Được không? Sao thêm như này không? Ôn lại không? Nhờ mình là em mới ôn nhớ bài không? Rồi cho một câu chuyện vui cuối lớp cuối giờ ha, cho diện câu chuyện vui phân tích chơi cho vui ha. Rồi bài câu chuyện ha, mời MC lên đọc câu chuyện cho ta nghe đi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha. Con sẽ được 7. Ông chồng đang đói bụng cồn cào khó chịu, một tô phở đem ra, ông nhìn thấy mắt sáng rỡ phấn khích, định chụp lấy tô phở ăn nhưng bị bà vợ cản, từ từ ăn. Ông chồng bực bội nhưng đành nhịn, nói thầm: bà chằng. Sau đó bà vợ đưa cho ăn với đầy đủ rau giá. Ông vui mừng ăn ngấu nghiến. Bà vợ nhìn bực bội nói:
ăn như chết đói. Rồi ông chồng cười khoái chí nói thầm: biết bà vậy tôi đi ăn một mình. Dạ thưa con kính mời đạo tràng, con kính mời cô Metta, cô Hạnh Kiểm, anh Chánh Tâm. Dạ con mời mọi người lên trả lời câu hỏi của thầy ạ. Dạ. Dạ, kính chào thầy, để con phân tích, nhưng mở đầu cho mọi người lên cùng phân tích với con. Dạ, con xin phân tích. Dạ, ông chồng đang đói bụng cồn cào khó chịu, thì này phân tích ngắn gọn thôi, thì cái sự ông chồng đang đói bụng là cái đói bụng cồn cào là cái thân thức khổ nó đang đói bụng, thì một tô phở đem ra, ông nhìn thấy mắt sáng rỡ. Thì khi thấy cái tô phở ra thì ông nhìn thấy thì cái nhãn thức tâm tham nó khởi lên, nó phấn khích cái tâm tham nó khi nó nhìn thấy cái tô phở là cái tâm nhận thức nó khởi lên tâm tham, khởi lên. Và khi định chụp thấy tô phở ăn nhưng bị bà vợ cản từ từ, ông chồng bực bội, thì lúc đó tham chưa ăn được mà bị bà vợ cản nên cái tâm sân nó khởi lên, nhưng cũng sợ vợ nên nói cái tâm bất thiện, nói là bà chồng, cái tâm sân khởi lên, nó bà chồng. Sau đó bà vợ đưa cho ăn với đầy đủ rau giá, ông vui mừng ăn ngấu nghiến. Thì khi after tâm sân chuyển qua tâm tham, khi có bà vợ cho mùi rau giá vô cái tô phở nên ông ăn, nên từ sân chuyển qua tham. Và bà vợ là nhìn khi nhìn là bà với cái nhãn thức tâm sân nó khởi lên, nói với cái tâm sân khó chịu, nói ăn như chết đói. Thì ông chồng cười, cái tâm tham cười, nói biết vậy, cái tâm tham nó khởi tâm tham mà học tà luôn á. Nó nói biết vậy tôi đi ăn một mình. Dạ con xin phân tích vậy hết à. Con xin xuống bích lại mọi người cái tiếp phân tích lên nè. Rồi ông thầy bấm ngược lò gai, bấm ngược lò gai nó khó quá lên phân tích. Dạ, cái bài này nó cũng hơi khó ạ. Dạ, thời gian thì nó cũng hết giờ, con kính mong thầy phân tích cho chúng con được thêm hiểu biết ạ. Dạ, con xin được xuống mách mời thầy ạ.
cho Gometa đi, Gometa lên phân tích lên chót rồi kết thúc lớp học. Mời Gometa. Dạ, Nam Mô Buddha giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Con thấy chánh tâm phân tích vậy cũng đầy đủ rồi thầy. Theo con thì con cũng nghĩ vậy. Ông chồng đang đói bụng cồn cào khó chịu thì đó là tâm thân thức thọ khổ. Đói bụng cồn cào khó chịu, rồi một tô phở đem ra, ông nhìn thấy mắt sáng rỡ phấn khích, định chụp lấy tô phở ăn, nhưng bị bà vợ cản, từ từ ăn. Thì nhìn thấy tô phở đó là tâm nhãn thức, và kèm theo tâm tham là mắt sáng rỡ phấn khích, định chụp lấy, rồi bà vợ cản lại. Ông chồng bực bội nhưng đành nhịn, nói thầm bà chàng. Thì ông chồng từ tâm tham bây giờ nhảy sang tâm sân bực bội, rồi nói bà vợ là bà chàng, thì đó là tâm sân. Sau đó bà vợ đưa cho ăn với đầy đủ rau giá, ông vui mừng ăn ngấu nghiến. Thì bây giờ ông vui mừng ăn ngấu nghiến là tâm tham. Rồi ăn ngấu nghiến là cái tâm thân thức. Thân thức thọ lạc rồi thầy. Ăn vui mừng, ăn ngấu nghiến. Bà vợ nhìn bực bội nói, ăn như chết đói. Bà vợ bực bội và nói, ăn như chết đói, đó là tâm sân. Ông chồng cười khoái chí, thầm, biết bà vậy, tôi đi ăn một mình thì ông chồng nói là biết bà vậy tôi đi ăn một mình thì đây là tấm tham, tấm tham hợp tà thầy. Dạ con chỉ phân tích vậy thôi. Dạ con xin trả máy cho thầy ạ. Rồi, con chuyện vui cho vị phân tích vui cuối giờ ha. Ông chồng đang nói bụng, mình phân tích chung chung thôi, không cần phải đi sâu vấn đề. Ông chồng nói bụng còn gào khó chịu thì bụng nói làm cho khó chịu tâm gì quý vị. Khó chịu tâm sân, rồi đúng không? Rồi cái tô phở đem ra, ông nhìn thấy mắt sáng rỡ thì nó là tâm gì? Rồi muốn ăn ngấu nghiến làm sao mà vợ thấy vậy bực bội, nói ăn như là chết đói mà tâm gì làm sân. Rồi làm sân ăn ngấu nghiến làm sân, bà nói vậy ổng mới cười ổng cười ổng nói thầm biết vậy tôi cũng dập mà đi. Họ thích trong cái ăn thì tâm gì. Tham tiếp tục là ăn đã quá. Rồi lại cái câu chuyện vui cho chút thay đổi ghế ha. Rồi như vậy là để cho quý vị ôn bài luôn. Do phước quý báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năng lo sạch đẹp, an vui, sức mạnh và sống cái trí tài thành tựu chân lý làm niềm nhờ cả thái. Nam mô Bích Hà Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Rồi, xin tạm biệt các anh em xin.
thầy Trinh đã giảng dạy về nhiều pháp này. Hôm nay con kính mời đạo tràng cùng con sám hối trong kinh pháp. Ông ta mang ghê đa văn thi hăng ba đa văn dung ta mang ta mang buồn thế vô khai hư đô su buồn tu ta đã tư tâm lạc văn ông ta mang ghê đa văn đê thi hăng thăm băng cho đùi thăm bắt tham mê du khai tu du sơ tham mưu tham tu tâm là mang ôn tâm nghe là mang đề sẵn thân cho đùi thoát tâm mang sẵn khe du khai tu du sơ thành công tham tu tâm là mang dạ chúng con thành kính công thỉnh ngày tết đức chúc phúc tràn phật tử chúng con trong đủ là tu tán ạ. Dạ, nếu mà không có thành thì em không có ngày không xin thêm mời thầy chúc phúc cho con ạ. Tina lên hội hướng bước luôn lên Tina. Dạ không có sư đây này. Rồi mời Tina lẹ ra nha, mời Tina có người phá rồi Tina. Ta ya cha am he ra khan tu san tham mo sam pe pi tham tham ma cha li no hun thinh sam pa pu nay ya ma tham ma li ya pa we di te. Chúng con thành kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy bài vi diệu pháp hôm nay. Con kính tri ân quý sư quý bà quý cô tu nữ đã vào mà giảng dạy chúng con tu tập ngày hôm nay. Dạ, con y đăng nô quân nhân ni và nát sát bát chế vô hồn tú, mong tất cả chúng ta sẽ được tất quả giải thoát. Con kính mời quý đạo hữu trở lại sinh hoạt với thầy kinh vào mỗi thứ sáu hàng tuần từ 4:30 đến 6:30 giờ Việt Nam. Dạ, con kính tri ân quý bà quý cô quý sư và thầy kinh và đạo tràng. Con kính chúc quý đạo hữu có một ngày an vui. Sa thư, sa thư. Thank you.